Tottenham gặp Everton, rực lửa Super Sunday. Gà trống sẽ khởi động chiến dịch ngoại hạng Anh 2020-2021 bằng cuộc tiếp đón Everton, một đội bóng vừa được đầu tư rất mạnh tay. Tottenham và Everton có vẻ như rất có duyên trong trận đấu khai màn, khi đây đã là lần thứ 11 hai đội bóng này đụng độ nhau ở vòng 1 ngoại hạng Anh, nhiều nhất trong các vòng đấu họ từng chạm trán. Đối với đội chủ nhà, mục tiêu của Diego José Mourinho chắc chắn là trở lại top 4. Ở mùa giải trước, vị trí thứ 6 không thể làm hài lòng các cổ động viên. Thế nhưng, đây là một thành tích đáng ghi nhận bởi khi người đặc biệt bắt đầu dẫn dắt Spurs, đội bóng này hiện chỉ xếp thứ 14. Với sự trở lại của pro tiền đạo Harry Kane và Son Heung-min, đội bóng thành London đang bắt đầu lấy lại sự ổn định. 6 trận bất bại liên tiếp tại Premier League là minh chứng cho sự trở lại của đoàn quân áo trắng. Về phía đối diện, Everton cũng sở một cái tên đáng chú ý không kém trên băng ghế huấn luyện, Carlo Ancelotti, một người bạn thân lâu năm của Diego José Mourinho. Giống như Spurs, đội bóng vùng Merseyside có lý do để lạc quan một mùa giải mới. Tuy nhiên, khối lượng công việc dành cho nhà cầm quân người Ý là tương đối nặng nề. Ban lãnh đạo The Toffee đã quyết định đặt trọn niềm tin vào Ancelotti khi mạnh tay chiêu mộ cái tên mà huấn luyện viên này nhắm đến, nổi bật nhất là James Rodriguez. Tuy nhiên, chắc chắn thì vị này sẽ phải mất rất nhiều thời gian để hòa nhập với một môi trường bóng đá mới mẻ như ngoại hạng Anh. Ở thời điểm hiện tại, Spurs chắc chắn là cái tên được đánh giá cao hơn Everton. Đội bóng đang đá sân khách khá tệ, một chiến thắng nhưng không cách biệt sẽ là cách huấn luyện viên José Mourinho cùng các học trò mở đầu mùa giải mới. West Brom gặp Leicester, dài hạn bằng tân binh. Leicester City có chuỗi trận không thuận lợi ở ngoại hạng Anh mùa trước, họ cần chấm dứt điều đó bằng một chiến thắng mở màn mùa giải mới trước West Brom. Leicester không thắng cả 8 trận sân khách cuối cùng thuộc khuôn khổ ngoại hạng Anh 2019-2020. Họ thua tới 5 trong chuỗi 8 trận không thắng này, bao gồm thất bại với tỷ số 0-1 trước Norwich, đội sau đó đã xuống hạng. Chạm trán một lính mới như West Brom là cơ hội để The Foxy xóa đi cái dớp không hề vui. Quá khứ cho thấy, bày cáo thường xuyên được nở nụ cười mỗi khi thi đấu trên sân của West Brom. Cụ thể, Leicester toàn thắng cả 4 lần làm khách vừa qua thuộc khuôn khổ Premier League trước West Brom. Lần gần nhất so tài tại Hatton, The Foxy ca khúc hài hòa với tỷ số 4-1. Leicester ở vào một trình độ khác so với một màn mới như West Brom. Nếu không có gì quá bất ngờ, The Foxy sẽ mang về 3 điểm khi rời sân The Hatton. Bất ngờ Van Dijk mắc lỗi nhiều ngang David Luiz. Virgil van Dijk hiện được đánh giá là trung vệ xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh đang có dấu hiệu chững lại về mặt phong độ thời gian gần đây. Hai mùa giải trở lại đây, Virgil van Dijk đã góp công lớn giúp Liverpool vô địch cả Champions League lẫn Premier League và được xưng tụng là trung vệ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Tuy vậy, xét cho cùng thì tuyển thủ Hà Lan cũng chỉ là con người nên vẫn có lúc mắc những sai lầm. Trong trận giao quân của Liverpool tại Premier League 2020-2021 gặp Leeds, van Dijk là người mắc lỗi trực tiếp ở bàn thua thứ hai. Cụ thể, ngôi sao 29 tuổi đã tỏ ra quá chủ quan, đỡ bóng mà không quan sát để Patrick Bamford có cơ hội hạ gục thủ môn Alisson. Điều đáng nói là Van Dijk đang có dấu hiệu chững lại về mặt phong độ và mắc sai lầm thường xuyên hơn. Mới cách đây 2 tháng, anh cũng có tình huống kiến tạo cho Alexander Lacazette của Arsenal ghi bàn trong thất bại 1-2 cho Arsenal. Tính ra Van Dijk đã mắc 2 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua chỉ sau 4 lần gần nhất ra sân tại Premier League. Trước đó, trong suốt 154 trận đấu cho Southampton và Liverpool, tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, anh mới chỉ phạm sai lầm đúng một lần. Theo thống kê của Squawka, tính từ khi bắt đầu mùa giải 2018-2019, nếu không kể các thủ môn thì Van Dijk là cầu thủ mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua nhiều nhất Premier League với tổng cộng 3 lần. Thành tích đáng quên này ngang với hai ngôi sao khác thuộc biên chế các đội Big Six là David Luiz của Arsenal cùng với Danny Rose của Tottenham. Tuy không còn là đá tảng không thể vượt qua ở hàng phòng ngự, nhưng Van Dijk vẫn thể được sự nguy hiểm trong khâu tấn công. Kể từ khi ra mắt Liverpool vào tháng 1/2018, ngôi sao người Hà Lan đã ghi được 10 bàn thắng tại Premier League, nhiều hơn tất cả các trung vệ khác ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trong cùng khoảng thời gian. Liên tục tỏa sáng, Holding khiến Arteta đổi ý 180 độ. Trung vệ Rob Holding đã thành công trong việc thuyết phục huấn luyện viên Mikel Arteta rằng anh xứng đáng có vị trí ở Arsenal mùa hè này. Trong mùa giải mới, Arsenal đã gọi về trung vệ trẻ Saliba và chiêu mộ Gabriel. Sự xuất hiện của hai tài năng này khiến vị trí trung vệ của pháo thủ cực kỳ chật chội. Và nhiều nguồn tin uy tín khẳng định Rob Holding sẽ phải ra đi. Trung vệ người Anh thậm chí còn được cho rằng đã thỏa thuận cho mượn đến Newcastle. Tuy nhiên, chấn thương phút chót của David Luiz cùng với Mustafi Sokratis đã khiến Mikel Arteta phải giữ Holding ở lại như phương án tình thế. Trong hoàn cảnh đó, Holding đã tận dụng cơ hội để chứng minh bản thân với Arteta và đã thành công. Sau khi tỏa sáng trước Liverpool ở trận tranh siêu cúp Anh, Holding tiếp tục gây ấn tượng mạnh, góp công Arsenal đại thắng Fulham trong trận khai mạc Premier League. Chính vì vậy, huấn luyện viên Arteta quyết định Holding sẽ ở lại Arsenal mùa này và hứa hẹn sẽ cho anh ra sân nhiều hơn. Chia sẻ với các phóng viên về trường hợp của Holding, Arteta nói: "Tôi đã nói với cậu ấy rằng, hãy thay đổi suy nghĩ của cậu đi, bởi lẽ cậu sẽ không đi đâu hết.
Rob là hình mẫu khác đại diện cho câu lạc bộ bóng đá mà chúng tôi muốn xây dựng. Cậu ấy đã trải qua quãng thời gian thực sự khó khăn, nhưng quyết tâm tập luyện để trở lại. Vậy tại sao tôi phải để cậu ấy ra đi? Cậu ấy đã được thi đấu rồi, các bạn phóng viên còn thắc mắc gì nữa không? Bên cạnh đó, huấn luyện viên Arteta tin rằng đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang sẽ ký hợp đồng với Arsenal trong vài ngày tới. Ông nói, tôi rất lạc quan, chúng tôi sẽ hoàn thành hợp đồng trong vài ngày tới và hy vọng chúng tôi sẽ có một vài tin tức tốt. Sau trận thắng Fulham, Arsenal này sắp đón thêm tân binh. Để chuẩn bị cho sự ra đi của thủ môn Martinez, Arsenal đã sẵn sàng chi 10 triệu bảng cho David Raya của Brentford. Thủ môn Martinez đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận thắng Fulham 3-0 của Arsenal vào ngày hôm qua. Theo The Sun, người gác đền 28 tuổi này đang đến Birmingham để kiểm tra y tế và hoàn tất các thủ tục gia nhập Aston Villa. Trước đó, Martinez đã đồng ý đến Aston Villa theo một bản hợp đồng dài hạn và hưởng mức lương khoảng 60.000 bảng một tuần. Để có được chữ ký của thủ môn người Argentina, đội bóng của huấn luyện viên Dean Smith sẽ phải chi ra khoảng 20 triệu bảng. Đây là thương vụ không mấy khó khăn của đội chủ sân Villa Park vì Martinez không muốn tiếp tục dự bị cho Bernardo. Trong khi đó, phía Arsenal cũng sẵn sàng chia tay Martinez và đã nhắm được người thay thế. Theo The Sun, pháo thủ dự định chi 10 triệu bảng cho thủ môn David Raya của Brentford. Điều thuận lợi cho pháo thủ là Raya cũng muốn có cơ hội chơi bóng ở Premier League. Martinez đã chơi xuất sắc ở giai đoạn cuối mùa trước khi Bernardo dính chấn thương. Thủ môn người Argentina đã có công lớn giúp Arsenal giành chức vô địch FA Cup và Super Cup Anh. Anh đang ở đội chín của sự nghiệp nên Martinez muốn ra sân thường xuyên để có cơ hội lên tuyển. Martinez được đôn lên đội 1 Arsenal từ năm 2012, nhưng anh liên tục bị đẩy đi các câu lạc bộ khác theo dạng cho mượn trước khi trở lại Emirates vào năm ngoái. Chấn thương của Neno ở cuối mùa trước đã tạo điều kiện để thủ môn người Argentina có cơ hội tỏa sáng. MU thua, Solskjaer vẫn hài lòng với Van der Beek. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã dành những lời tán dương cho cậu học trò mới Donny Van der Beek dù mai tất thua sốc Aston Villa. Trong trận giao hữu đầu tiên và cũng là duy nhất trước thêm mùa giải mới, Manchester đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Aston Villa. Đây là trận đấu mà Quỷ Đỏ thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng, nên kết quả không phải là vấn đề cần bận tâm quá nhiều. Đáng chú ý hơn cả chính là màn ra mắt của Donny Van der Beek. Van der Beek được huấn luyện viên Solskjaer tung ra sân ngay từ đầu trong vai trò đá cặp cùng với Scott McTominay ở khu vực trung tuyến. Tân binh duy nhất mà Manchester đưa về tính đến thời điểm hiện tại của phiên chợ hè 2020 thi đấu đủ 9 phút trên sân Villa Park. Màn trình diễn của Van der Beek đã gây ấn tượng mạnh với huấn luyện viên Solskjaer. Dù Manchester nhận thất bại chung cuộc, nhưng chiến lược gia người Na Uy vẫn dành những lời tán dương cho cậu học trò mới. Donny có lẽ là điểm sáng lớn nhất trên sân. Cậu ấy luôn tìm kiếm và nhiều lần tạo ra khoảng trống nhờ khả năng phán đoán cũng như di chuyển của mình. Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của Donny. Bên cạnh đó, Solskjaer cũng đặc biệt khen ngợi thủ môn Dean Henderson cùng hậu vệ trẻ Tyrone Mendy. Tôi nghĩ Dean Henderson đã thể hiện được phẩm chất của mình trong khung gỗ và chơi như một thủ môn may tức thực thụ. Bên cạnh đó, trong hiệp 2, khi Tyrone Mendy vào sân, có thể thấy đó là một tài năng thú vị như thế nào. Đêm thứ bảy tuần tới, Manchester sẽ có màn tiếp đón Crystal Palace trong khuôn khổ vòng 2 Premier League. Nhiều khả năng Quỷ Đỏ sẽ chào đón sự trở lại của các trụ cột như David De Gea, Bruno Fernandes hay Anthony Martial. Hé lộ lý do khiến MU không thể chia đậm mua Sancho. Manchester rất muốn tăng cường hàng công với Jadon Sancho, nhưng có nhiều lý do khiến họ không thể chia đậm trong mùa hè này. Trong phiên chợ hè năm nay, Manchester đã mất khá nhiều thời gian để đàm phán chiêu mộ Jadon Sancho. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tin rằng thương vụ này nếu thành công sẽ tạo ra vị thế rất khác cho Manchester trong cuộc đua vô địch Premier League. Nhưng cho tới nay, Sancho vẫn chưa thể cập bến Old Trafford. Lý do cơ bản khiến MU chưa thể có được Sancho là họ không sẵn sàng chi số tiền 100 triệu bảng như yêu cầu của Dortmund. Đây là mức chi rất lớn buộc Manchester phải cân nhắc bởi họ đang gặp khó khăn về tài chính. Theo Sun Sport, Manchester từng có kế hoạch mua Sancho với mức giá 100 triệu bảng, nhưng sau nhiều cuộc đàm phán, Quỷ Đỏ phải cân nhắc lại. Nguyên nhân chính là Quỷ Đỏ lo ngại đợt bùng phát Covid-19 lần thứ hai. Một nguồn tin chia sẻ trên Sun Sport rằng nhiều câu lạc bộ bất chấp đại dịch Covid-19 để mua sắm mạnh tay trong hè này, nhưng Manchester thì không. Nếu Covid-19 bùng phát trở lại, Premier League và các giải đấu lớn có thể sẽ phải tạm hoãn, cổ động viên không hẹn ngày trở lại sân. Quan trọng hơn cả, các hợp đồng thương mại của MU cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh như vậy, Manchester không chấp nhận rủi ro với thương vụ Jadon Sancho. Ngoài mức chi lớn cho bản hợp đồng này, Quỷ Đỏ còn đang phải gánh quỹ lương rất lớn. Họ lo ngại sẽ rơi vào cảnh quyệt kệ tài chính bởi sự tính toán thiếu chính xác. Vì vậy, cho tới thời điểm này, Manchester chưa thể mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Họ mới chỉ đón duy nhất một tân binh là tiền vệ Donny Van de Beek của Ajax Amsterdam với mức giá vào khoảng 40 triệu bảng. Từ nay cho tới khi phiên chợ hè 2020 kết thúc ngày 5 tháng 10, Manchester sẽ tiếp tục cân nhắc
họ sẽ chỉ vung tiền cho một Sancho nếu cảm thấy đây là thương vụ không rủi ro về mặt tài chính. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhấn chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.